chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đầu tháng khấn trời, mùng 10 trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thời gian không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phát, mộng tưởng, tình cảm mãnh liệt, những thứ bạn từng coi là chân bảo, khi đã lấy xong tất cả điều đó chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Con người vẫn luôn tham lam, luôn muốn 10 phân vẹn 10, nhưng trên thực tế thì sao có thể chứ? Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia, bởi vì năng lượng bất biến, bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi, cứ đơn giản như thế. Nhưng người đời thường không hiểu thấu điều này, đều cố gắng dãy giụa. Như tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là những bản mệnh giống nhau ở chỗ muốn gì thì phải lăn ra mà làm. Nhưng bước sang tháng 7 âm lịch nhắc nhở bạn phải để ý tới chuyện nhỏ, vì tính chi tiết thực sự quan trọng với bạn trong tháng cô hồn. Vì thế, hãy để ý tới từng những thông tin nhỏ nhặt nhất, những chi tiết nhỏ nhặt nhất, bởi vì thế, bạn có thể không bỏ qua chúng mà không mắc sai lầm, hung vận vây quanh, khó khăn kéo đến, tình tiền thiếu kém, xui càng thêm xui. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo luận giải, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hay còn gọi là Thất Quần Chi Dương, Dê Lạc Đàn, Ngũ Hành Bản Mệnh, Thiên Hà Thủy, Nước Sông Thiên Hà, Tướng Xương, Xương Con Dê, Tướng Tinh Con Rồng. Đinh Mùi nạp âm hành thủy do can đinh, hỏa ghép với chi mùi, thổ, ta có hỏa sinh nhập thổ, can sinh chi, người tuổi Đinh Mùi thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, nếu ngày sinh người tuổi Đinh Mùi có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, họ còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Người tuổi Đinh Mùi sẽ là mẫu người thành công, có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề, họ thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong tầm tay, tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi Đinh Mùi sinh vào thu, đông là thuận mùa sinh, Đinh Mùi là người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén, giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Theo tử vi phương Đông, nam mạng Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi, từ nhỏ. Công danh của Đinh Mùi nam mạng đã có phần sáng rõ, đến trung vận càng vững vàng, có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nghiệp của nam mạng Đinh Mùi sẽ hoàn thành vào năm 36 tuổi và luôn phát triển không ngừng, cũng từ đây mà của cải, vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc, dư giả. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm, họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Nữ mạng Đinh Mùi phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả ở tiền vận và trung vận, đến hậu vận mới được yên ổn, thành thơi, hưởng hạnh phúc, chuyện tình cảm của nữ mạng được nhiều tốt đẹp. Theo tử vi tuổi Đinh Mùi, những người này có số hưởng thọ trung bình từ 78 tuổi đến 86 tuổi, những người làm nhiều việc thiện, sống thật thà thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Công danh và sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi có khá nhiều may mắn, vì thế sự nghiệp sớm vững vàng, sinh ra đã có số được hưởng giàu sang, sung sướng, vì thế nên cuộc đời ít khi gặp cảnh trái ngang hay vướng chuyện buồn khổ. Với tính nhạy cảm, người Đinh Mùi có thể dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm, họ cần được quan tâm, động viên một cách tinh tế và nhẹ nhàng, họ ưa cuộc sống gia đình và thích quan tâm chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Mối quan hệ tình cảm của họ thường ấm áp và nghiêm túc, họ là người khá kín đáo và quyết định chia sẻ cuộc sống cá nhân với ai và khi nào. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em,
bạn bè, nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành thuận lợi, tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Tuổi Đinh Mùi có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ. Vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao họ xem nhẹ tiền tài, vật chất. Các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng hợp với họ. Vì họ có duyên làm nghệ thuật nên họ có thể trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Nhưng họ lại giữ tiền bạc kém, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nên cân nhắc và xem xét kỹ khi quyết định làm kinh doanh. Về cơ bản, người sinh năm 1967 phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong năm 2024, hầu như mọi việc đều phải tự thân lo liệu. Tiểu nhân vận khá lớn, sức cạnh tranh trong công việc và kinh doanh đều gia tăng, đòi hỏi bản mệnh phải có sự tỉnh táo và đề phòng kẻo gặp nhiều bất lợi. Có hung tinh xuất hiện nên bản mệnh có điềm báo hung họa về sức khỏe, trong năm chú ý việc đi lại kẻo va vấp, tai nạn, nặng có thể ảnh hưởng tính mạng. Đây cũng là năm không thích hợp cho việc làm ăn xa, dễ có nhiều bất trắc xảy ra. Cuộc đời của Đinh Mùi từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất. Nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của 1967. Tự thân vui buồn, tự thân biết, tự mình vui vẻ, tự mình hay. Đôi khi trong mắt ta nó là địa ngục, mắt người khác lại là chốn thiên đường. Và cũng đôi khi trong mắt mình là thiên đường mộng ước, mắt người khác lại địa ngục trần ai. Cuộc sống chính là như vậy, thế nên đừng để tuổi xuân của chính mình phụ thuộc vào người khác, đừng để cuộc đời lên xuống bởi định kiến người đời. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mài mòn đi góc cạnh, còn lại chú dê yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đâm chuyện, chẳng quá bận tâm đến việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm mình chăm, có mình lo. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, Đinh Mùi thiên can Hỏa, địa chi Mùi Thổ, cho thấy việc làm ăn, kinh doanh có lợi, nhiều người còn có số phát tài, dễ dàng kiếm tiền hơn so với những tháng khác trong năm. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, thời gian này dự báo tuổi Đinh Mùi sẽ khá vất vả, nhưng đó toàn là những thứ nằm trong dự kiến của bản mệnh. Nhất là khi dưỡng nhập mệnh, bạn càng kiên cường, quyết đoán trong các quyết định và nó mang lại không ít thành quả đáng nể cho bản mệnh trong tháng này. Ngoài ra, bạn còn thể hiện được khả năng giao tiếp của mình để giữ được lợi thế trong các cuộc đàm phán, nhờ thế mà vận trình tháng này trở nên sôi động, rực rỡ, rất đáng mong chờ, công việc của bạn nhìn chung sẽ thăng hoa rực rỡ, những khó khăn, trở ngại đều dần được giải quyết, mở ra nhiều cơ hội mới, bản mệnh có thể được thăng chức hoặc nhận được những dự án quan trọng, giúp khẳng định vị thế của mình. Thái dương cát tinh còn tốt cho mối quan hệ cũng như tài lộc của bản mệnh trong tháng. Người làm ăn nhờ đi đúng hướng mà thu hút lợi nhuận cao. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, thu nhập từ công việc chính và phụ đều tăng lên đáng kể, giúp tuổi Mùi có cuộc sống sung túc, thoải mái hơn. Vận trình tình cảm của tuổi Đinh Mùi tháng này cũng khá thuận lợi. Những ai đang độc thân sẽ gặp được người làm thay đổi cuộc sống của bạn và đó chính là người mà bao lâu nay bạn vẫn luôn tìm kiếm. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, hôm nay có chính quan nâng đỡ nên bản mệnh có những bước tiến thận trọng, khôn ngoan liên quan đến công việc của mình. Nhìn chung, bản mệnh tháng này hoàn toàn có thể an tâm, bạn cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang đến và biến những ước mơ thành hiện thực.
Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này, nên dường như những cơ hội may mắn nhất tốt nhất đều rơi vào tay Đinh Mùi. Bản mệnh vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Trong tháng này Đinh Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm. Hứa hẹn trong thời gian này bản mệnh cũng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra bằng sự nhạy bén, chăm chỉ và cầu toàn. Bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn khi ai đó tha thứ cho mình những lỗi lầm do vô ý. Hãy nhớ điều này để ứng xử với người khác tương tự như vậy, thay vì là một nhà phê bình khó tính và gây áp lực cho người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành thời gian đầu tư sức lực của mình vào điều gì đó có mục đích tốt hơn. Xét phương diện tài lộc tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch ngũ hành tương sinh dự báo, con số trong tài khoản ngân hàng của tuổi Đinh Mùi đang tăng lên từng ngày. Nhất là những ai có tầm nhìn xa, kinh doanh mặt hàng đúng xu hướng, sẽ càng có doanh thu vượt ngưỡng trong tháng này. Tài lộc của bạn cũng nở rộ bất ngờ vào tháng 7 âm lịch này, không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình. Tuổi Đinh Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công, người tuổi này đang có số phát tài. Có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng và thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể khi bát bạch bay về phương Đông Nam. Thời gian này, bản mệnh cũng có xu hướng mua sắm nhiều hơn cho sở thích cá nhân, bạn tin rằng đó là cách để tận hưởng chút thành công mà bạn đã tốn nhiều công sức mới có được. Thưởng cho bản thân là việc bạn nên làm, tuy nhiên đừng mua sắm quá đà, luôn nhìn lại số tiền mình đang có để cân đối, việc mua hàng không cần nhìn giá không hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 7 âm lịch. Nguyệt lệnh dưỡng giúp bạn có những bước tiến vững chắc trong chuyện tình cảm của mình. Thực ra bạn đã tự xây dựng cho bản thân một sự tự tin nhất định, nên dù người ấy có ra sao thì cũng phải là vấn đề lớn của bạn. Nhìn chung, bằng sự độc lập, tự tin, bạn biết rõ nên làm gì để cải thiện vận trình tình cảm của mình đi đúng hướng. Chính thái độ này mà bạn luôn tìm được hạnh phúc cho mình và người ấy luôn có được sự tự do thể hiện bản thân. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng đang bước vào giai đoạn rất tốt đẹp. Những ai còn độc thân cũng không nên lo lắng quá. Khi duyên đến bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương. Trong các cuộc hẹn, bạn thể hiện sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Đừng bộc lộ hết các ưu điểm cũng như nhược điểm của mình ra trong vài buổi hẹn, khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Trong lúc lo lắng, bất an nhiều hơn là bình yên, họ sẽ tìm cách chạy trốn đi mất. Với những người kết hôn đã lâu, tình cảm trầm lắng được khuấy động, bỗng chốc trở nên sinh động, lãng mạn lạ thường. Tranh thủ cơ hội hiếm có này, bản mệnh hãy dành sự quan tâm, tình cảm yêu thương cho nửa kia nhiều hơn bằng cách nói ra những lời ngọt ngào, sắp xếp một vài bữa tối lãng mạn, ra ngoài ăn uống. Xét phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, tuổi Đinh Mùi nên quan tâm hơn tới các bộ phận liên quan tới chức năng hô hấp, nên ăn hay uống các loại quả có màu đen vì chúng sẽ dưỡng phổi của bạn tốt hơn những loại khác. Một số bệnh theo mùa có thể khởi phát, do đó bạn nên thận trọng, nên ngủ đủ, ăn uống khoa học để tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình. Nhiều người có bệnh cũng may mắn tìm được thầy thuốc có tâm chữa trị trong thời gian này, nhờ thế mà những lo lắng của bản mệnh cũng được giải tỏa. Người từng mắc bệnh hoặc đang mang bệnh trong người cần phải kiên trì điều trị, đừng bỏ dở giữa chừng, bệnh cũ dễ tái phát, mức độ càng thêm nghiêm trọng, khó chữa trị dứt điểm. Thời gian này, con giáp tuổi Đinh Mùi cũng nhớ bổ sung nước đầy đủ vì nước có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Khi thiếu nước, không chỉ các chức năng của các cơ quan trong cơ thể bị suy giảm, mà các biểu hiện ngoài da cũng nặng nề. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi 1967. Tiền bạc và tài chính sẽ là hai trọng tâm của Đinh Mùi trong tháng 7 này. Lựa chọn của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này, vậy nên hãy cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Vận may sẽ đến khi bạn đủ nỗ lực. Ngày mùng 5 âm lịch. Nhân duyên khởi vượng, dễ nhận được sự quan tâm đặc biệt của một người khác phái. Nếu cũng có sẵn cảm tình với đối phương hãy thử mở lòng mình đi nhé. Ngày mùng 9 âm lịch. Trao đổi thoải mái với cấp trên về những khó khăn hiện tại, được đối phương đưa ra nhiều lời khuyên quý giá. Ngày này bạn cũng có thể dễ dàng giành được ấn tượng tốt nếu cư xử phù hợp trong tập thể. Ngày 11. Tài lộc khá vượng. Thích hợp giao dịch làm ăn, mở rộng mối quan hệ kinh doanh để tìm kiếm những đối tác tiềm năng, đảm bảo cho tương lai. Ngày 15, thái độ lạc quan và tinh thần hợp tác cao khiến mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Bạn có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đôi bên tận tâm giúp đỡ nhau, giúp công việc chung ngày càng thuận lợi hơn.
ngày 22 âm lịch. Tài lộc hanh thông, hợp tác với người khác thì có thể giành được nhiều lợi thế về phía mình. Ngày 24 âm lịch. Công việc đạt được hiệu quả cao hơn cả mong đợi, tất cả là nhờ chòm sao này vẫn luôn nỗ lực bền bỉ, cống hiến nghiêm túc và hết mình. Ngày 28 âm lịch. Vận may về tài chính tới liên tiếp, khiến người khác phải ghen tị. Ngày này bạn không cần phải quá vất vả, nhưng kết quả thu về không tồi chút nào. Ngày 30 âm lịch. Những cặp đôi đã chia tay rất dễ quay lại với nhau trong ngày hôm nay, nhưng hãy chắc chắn về tình cảm của bản thân cũng như đối phương. Và đừng quên lý do vì sao hai bạn đã từng buông tay nhau để không vướng vào sai lầm tương tự một lần nữa. Tiếp theo, đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Đinh Mùi 1967. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng lịch âm dương là tiết lập xuân, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của đất trời, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật, có điều số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Bản mệnh là người có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Quá chục năm trời mới bỏ công, rèn nung dạ sắt với gang đồng, mưa xa lắm thuở thân đầy đọa, bão táp bao đường phận rủi rong. Cứ tưởng xui thời trơ miệng rộng, ngờ rằng ngã sóng cục lưng cong, phải ơn mưa móc thương lòng cảm, vượt vũ long môn chép hóa rồng. Tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm, đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, có được điều đó cũng là nhờ bản mệnh thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, là lễ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của con giáp này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì tài năng của tuổi Đinh Mùi sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như lập nên những thành tựu lớn. Tháng 7 âm này, vận trình sự nghiệp của người tuổi này trong tháng sẽ hanh thông, dễ thấy bạn từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực, nên thay đổi được đánh giá của người khác về mình. Các hạng mục đầu tư đều gặp may mắn, nhờ vậy mà túi tiền được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, chuyện tình cảm hạnh phúc bền chặt, đào hoa nở rộ giúp tình cảm những người yêu nhau càng thêm khăng khít. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người độc thân bật đèn xanh với người bạn cảm mến. Đây là thời điểm thích hợp để thành đôi, kết hôn. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, tuổi này sinh tháng 3 âm sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước, họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Bản mệnh luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Tháng 7 âm này, tiến độ công việc tốt giúp cho người tuổi Đinh Mùi sẽ tăng thêm sự tự tin vào quyết định của mình. Tuổi này cũng rất siêng năng, chăm chỉ trong công việc và vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tận hưởng trọn vẹn. Nếu gặp phải khó khăn ngoài khả năng, bản mệnh nên nhờ sự giúp đỡ từ những người thân cận thay vì tự mình cố gắng tìm ra cách giải quyết. Vận trình tình cảm của con giáp này đôi lứa ấm êm, hài hòa, bạn sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và bản mệnh không cần thêm gì nữa. Trong khi những tuổi này độc thân vẫn chưa thoát khỏi chuyện quá khứ, nên vận trình tình duyên còn gặp khó khăn. Tiếp theo là người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh. Con giáp sinh tháng 6 âm là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì. Họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế trên con đường sự nghiệp. Tuổi sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Con cá Lý Ngư cũng như thân thiếp, chờ cho mãn kiếp mới được thành rồng, thân người ta sao đủ vợ đủ chồng, để tôi xa lánh bụi hồng thế gian. Người này trung thực ngay thẳng, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà cũng thập phần tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng màng đến những tranh đua của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Mùi rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Người tuổi Đinh Mùi có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ nào, tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt, những người này có thể làm ăn phát đạt, điều quan trọng bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt. Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới, tình cảm trong sáng, nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm trong năm là tiết bạch lộ. Sinh vào tháng này người tuổi Đinh Mùi thông minh nhưng phận bạc, tiền vận không được tốt cho lắm, tổ nghiệp cha ông để lại không nhiều, cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao, may mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần khỏi cửa ải nguy nan, sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió. Xem vận mệnh người sinh tháng 8 này, những khó khăn thời tiền vận sẽ dần chấm dứt khi bước vào trung vận, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa, thời trẻ tuy thông minh nhưng bản mệnh có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành nên thành tích không được tốt lắm, mãi tới sau này khi đã ngoài 10 tuổi mới bắt đầu dần dần đi vào nề nếp, chú ý tới đường học. Thông minh lại có ý chí đi đúng đường, nên chẳng mấy mà tiến bộ, không ngừng đạt nhiều thành tích. Khi đi làm, người này dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn, được bao người ngưỡng vọng, nể vị, bạn bè xung quanh chính là quý nhân, nhờ có bạn bè mà bản mệnh nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Xem tử vi chọn đời thì thấy rằng, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8 âm cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, không ít điều hung hiểm bủa vây. Điều cần chú ý nhất chính là đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù kết oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng kẻo tiểu nhân lợi dụng. Cũng may bạn phúc lớn, mạng lớn, dù phải đối mặt với bao cửa ải nguy nan nhưng đều thuận lợi vượt qua, ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao, liêm chính ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc. Tháng 7 âm lịch này có các tinh thiên ấn trợ mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của riêng nó và con giáp này chỉ cần giữ vững thế tiến độ như hiện tại là được. Tuy nhiên cũng vì những thành công đó mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, cố tình chơi xấu, chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào công việc chính, đừng quá quan tâm đến nhân tình thế thái xung quanh vì có thể bị cuốn vào vòng xoáy chia bè kết phái, gây mất đoàn kết tập thể. Cuối cùng là người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trúng vào tiết đại tuyết, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, song sự nghiệp chẳng mấy thành công. Sinh vào tháng 11 âm lịch trong năm, bản mệnh tổ nghiệp khó có thể dựa vào cha mẹ, anh em, không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội, tuy có chí lớn nhưng lại chẳng được như ý, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhưng lại chỉ có thể nghe theo ý trời, chẳng thể tự quyết định số phận của mình. Tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí còn có phần sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn nên tuổi Đinh Mùi sinh tháng 11 âm vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị vây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Có điều, số phận cũng có thể thay đổi được, tu thân tích đức chính là cách dễ dàng nhất để cải biên số phận, làm được điều này, bản mệnh có thể đạt được những điều mình muốn. Thương quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp, trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi. Tử vi các tinh trợ lực,
giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận, giải thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng, nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ. Quý vị thân mến, chắc hẳn đã không ít lần bạn nhìn vào gương và cảm thấy chán nản với chính con người mình, bạn cảm thấy sao mình quá nhỏ bé khi đứng trước người khác, vẻ ngoài không như ý muốn khiến bản thân bạn ngày càng tự ti khép mình. Bạn thấy ganh tị với những người sinh ra đã may mắn có được vẻ đẹp sắc nước hương trời, có tài năng xuất chúng, bạn đâu biết rằng có người cũng đang thầm ganh tị với bạn đó, bạn cười lớn như thế đó là một chuyện phi lý. Nhưng chính bạn, là chính bản thân bạn đã tạo ra câu chuyện phi lý đó đây, hãy dành 5 phút để đọc câu chuyện dưới đây và bạn sẽ biết được tại sao lại thế nhé. Câu chuyện cây xương rồng và nguyện ước hoa hồng, chuyện kể rằng, ở một vùng hoang mạc xa xôi có một gia đình xương rồng với xương rồng bố mạnh mẽ, xương rồng mẹ dịu dàng và một cô xương rồng bé nhỏ đáng yêu. Một ngày cũng như bao ngày, có một cơn gió bay qua và dừng lại chỗ xương rồng nhỏ. Chào bé xương rồng. Chào cô giáo, cô vừa đi đâu về thế? Bé yêu của ta vừa đi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi. Nơi ấy có rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, những cánh đồng hoa trải dài thơm hương sắc, cả những bông hồng lộng lẫy với bộ cánh sặc sỡ đủ màu sắc nữa. Con có cảm thấy hương thơm trong làn gió ta mang về không? Thế rồi làn gió bay đi để lại xương rồng nhỏ mãi trầm tư suy nghĩ, ôi ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia, tại sao mình lại có những cái gai xấu xí thế này? Cứ thế, ngày này qua ngày khác, cô bé cứ buồn rầu và héo hon đi trông thấy, khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng. Thấy thế mặt trời liền xuống hỏi, này xương rồng nhỏ, có chuyện gì làm con buồn rầu thế? Cô bé kể chuyện của mình cho mặt trời nghe và van xin, ông ơi hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia. Cháu không thích mình xấu xí như thế này đâu. Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy, bởi nơi đây không phải là nơi cho những bông hoa đó. Nhưng xương rồng nhỏ cứ nhất mực cầu xin, thế là mặt trời phải đồng ý, một luồng ánh sáng vụt qua. Trong phút chốc những chiếc gai nhọn xấu xí của xương rồng biến mất, thay vào đó những chiếc lá xanh mướt và một bông hoa đỏ rực như hoa hồng. Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông mặt trời, cô bé nở một nụ cười kiêu hãnh, giờ thì cô chính là sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc này. Nhưng rồi ngày qua ngày, những cá cánh hoa xinh đẹp ấy bắt đầu héo úa, những chiếc lá vàng vọc đi, thân cây bé nhỏ rủ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc, thân hình mỏng manh nhỏ bé của cô bé muốn khát cháy, dường như sự sống trong cô đang cạn dần. Với những hơi thở cuối cùng, cô bé thì thào gọi ông mặt trời. Ông mặt trời hiện ra, điềm tĩnh nói, giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào. Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn tại nơi này, và đây chính là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa. Khi mặt trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé chúc hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng, liệu xương rồng nhỏ có thực sự xấu xí? Không hề, ẩn giấu bên trong thân hình mọng nước với những chiếc gai nhọn kia là cả một sức sống bền bỉ, mà chỉ mình xương rồng có được, có loài hoa mỏng manh, tha thướt nào có thể sinh tồn được ở nơi hoang mạc này ngoài xương rồng. Tạo hóa sinh ra trên đời này mỗi sinh vật đều có một vẻ đẹp riêng, nét đẹp ấy có thể bộc lộ ngay ra ngoài, có thể ẩn sâu bên trong mà đôi khi chính bạn cũng không nhận ra, và tạo hóa cũng không cho ai có được một vẻ đẹp hoàn hảo cả. Mỗi người trong chúng ta đều có những thiếu sót, những hạn chế của riêng mình, chỉ cần luôn luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, thì vẻ đẹp ấy chắc chắn sẽ được tỏa sáng và chỉ khi bạn nhận ra giáp giá trị của bản thân mình, biết trân trọng bản thân mình thì hạnh phúc mới đến với bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.